Hi, chào mừng anh em đã đến cái kênh sáng tạo của mình. Hôm nay thì ăn Tết xong thì có một cái vấn đề là đem cái bình xịt thuốc này ra khám phá và sửa, nó bị sự cố hồi trong Tết nên không có thời gian rảnh nên không có tháo ra chia sẻ các anh em được. Hôm nay chia sẻ ra sửa thì sẵn rồi quay video cùng mà chia sẻ anh em và ngày đầu tiên làm của năm luôn. Cái bữa trong khám phá trong cái mặt sau của bình xịt phun điện này thì cái bình này nó do nó cái bộ motor của nó bị nước vô mọi người ơi, các bạn ơi, nó bị xét cái phần trục nên mình phải đem nó ra và bôi trơn cho nó để nó cứng trục rồi cái khởi động lên nó không có chạy được nè. Trong này nó quá trời xét luôn, đi sạch đó nó phun rồi nước cái dăng vô giờ nó nước dăng vô giờ nó không có được im luôn. Bên này mình cũng sửa mấy lần rồi, mua cũng lâu rồi, chế thiệu thứ thay hết cái bộ giảm tốc, bộ điều tốc luôn, bộ điều tốc hồi đó mua gốc của nó bị hư rồi, cũng thay mua bộ mới trên Lazada luôn. Bộ này bộ điều tốc này cũng 35.000. Thì cùng khám phá bên trong có motor bình xịt thuốc này gồm những gì. Đầu tiên là chính là gồm cái máy nén motor 775. Motor này tốc độ xoắn của nó, moment của nó lớn, moment của nó lớn lắm. Đặng nó tại dạng motor nén mà nó đặng nó xoắn vô vô đây, đặng nó đẩy cái mấy cái trục trong đây, nó tạo ra cái như cái áp suất bít tông bằng nén ra, đặng tạo ra xương cho mình phun thuốc. Và thứ hai nữa là ắc quy này 12V, ampe nó ampe giờ của nó rất cao, mặc dù ắc quy 12V bằng ắc quy xe máy của mình nhưng mà nhìn cái ắc quy của nó lớn cũng khá to. Ắc quy này dùng lượng của nó sạch cũng nhiều, sạch cũng mười mấy bình. Trung bình thì mỗi một bình xịt nó cỡ 7-8 phút. Rồi, tiếp theo bộ điều tốc ở chỉnh tốc độ của motor lẫn nén xương. Rồi hết rồi ta, giờ nó cụ thể hơn là cái motor này nè. Motor 775 này nó gắn thêm cái trục kiểu này. Tặng khi nó đút vô cái nồi này á thì nó tạo ra một cái luồng cái áp lực tại như bít tông vậy đó, bằng nén nước chứ không phải đơn giản như là cái motor bơm nước chế độ hút thường của mình, mà nó dùng chế độ này, chế độ bít nén bít tông nên nó xài cấp độ moment xoắn rất là lớn. Vận tốc nó không cao nhưng mà moment xoắn của nó mạnh, dây điện này kết nối bình thường, dây điện thì nguồn này kia, các bạn muốn tìm hiểu nguồn này thì trên mạng cũng sạch nhiều. Nguồn thì pin đầu tiên là nói đi, dây lộn xộn quá. Trong cái bộ điều tốc này nó có ba ga 3+, trong bộ điều tốc này bộ nào nó cũng ga 3+, đó là đỏ, đen và xanh lá, 3+ đó. Xong rồi một cái motor nó cũng ga 2+, một cái nguồn motor nó cũng ga 2+, thì đỏ cũng xanh lá luôn. Còn ắc quy á thì nó cũng có 2 cực, cộng và trừ, cách nối như sau. Đầu tiên là cái cộng lấy đỏ của ắc quy, cực dương của ắc quy, cực dương của ắc quy nối vô cộng đỏ của bộ điều tốc, rồi cực âm của ắc quy nữa, cực âm của ắc quy
tiếp tục nối vô cực đen của bộ điều tốc. Rồi. Rồi bộ điều tốc này nó có còn lại một cọng dây xanh lá. Dây xanh lá này nối qua, dây xanh lá này nối qua cái chính là gợi sợi dây xanh trong motor ra hồi nãy luôn. Rồi, bây giờ motor còn cái cọng đỏ. Cọng đỏ của motor thì tiếp tục nối vô cái chân đỏ có ắc quy luôn. Chân đỏ có ắc quy. Chân đỏ có ắc quy này là xong. Bật điều tốc lên thì chạy. Đơn giản, cách nối đơn giản thôi. Thì mình tháo ra rồi sửa sẵn, thấy quay lại luôn cho mọi người cùng tìm hiểu. Những ai đặc biệt chú trọng cái này mà nhiều khi có muốn thay bộ điều tốc thì sơ đồ đấu dây cũng dễ dàng hơn. Do cái motor này nè các bạn, nước nó vô á, sơ xuất nước nó văng vô nó xét trục, nên là khi bữa đó mình khi mình khởi động cái bộ điều tốc lên á thì motor này nó không chạy, nó nghe kịch kịch. Mình tắt ngay, mình không để chế độ đó là một ắc quy nó bị hư. Tại vì mình cấp nguồn ắc quy, mình đang cấp nguồn dòng nguồn đầy đủ, nhưng mà motor nó không quay, đồng nghĩa với ắc quy nó bị dội điện. Hai nữa là motor nó có thể bị cháy cái chỗ cổ gấp chỗ than ở trong đây nè, nó bị cháy, nên là cắt ngay. Và mình không có thời gian rảnh trong Tết, nên là để qua Tết mới tiến hành tháo nó ra và sửa khám phá. Bây giờ thì xong rồi đó. Mình có một điều thôi, bây giờ mình xong rồi đó. Bây giờ mình hồi nãy giờ mình đã xúc dầu chà rửa đánh với nhám đầy trơn, trục nó cũng lỏng, bà tạng nó lỏng rồi. Bây giờ tiến hành mình cho chị cua đai. Cua đai thì mình cho nó chạy trong cái chén dầu, cho nó chạy trong cái chén dầu. Để này vô đây. Ừ. Để này vô đây. Để nó vô cái chén dầu. Cho nó ngâm dầu gì nè. Rồi, tiến hành bên hông này có bộ điều tốc nè. Đây có công tắc, để công tắc này để nhận một đóng một cái là nó chạy không xài bộ giảm tốc, nó chạy tốc độ chuẩn của khi mình cấp nguồn luôn. Còn ở đây có cái núm chạy điều tốc. Giờ mình sẽ chạy cái núm này. Giờ mình chạy cái núm điều tốc, mình cho tốc độ mình cho nó chạy nha, chạy qua đây. Đây. Đó. Chạy đó. Đó, cái này là tốc độ min, tốc độ nhỏ nhất. Tốc độ nhỏ nhất này. Kiếm gì đẩy cái mình tăng tốc có được. Không đẩy nước nó phun ra. Nó có cái cánh quạt trong đó. Đây nè, chạy tốc độ lớn nè. Đó. Đó, tốc độ lớn, chạy tốc độ lớn luôn, quá trời lên bọt luôn. Đó, này chạy tốc độ min nè, tốc độ Hyundai nè. Ôi mình cảm thấy cái này rất là ok, rất là đã. Nếu như những người là sáng tạo, mình tận dụng cái này nè, mình xài, mình nghiên cứu thêm một chuyện nữa là mình sẽ đem cái này mình xuống một chiếc thuyền mà thuyền chàng chạy như điều khiển từ xa, chế cho con nít những em mình chạy bấm. Tại vì cái này nó có chức năng là chạy lên tốc xuống tốc nè, mình chạy rất là êm, chạy tưởng tượng như là tạo thật vậy đó. Này mình gắn thêm bộ lùi tiếng là chạy êm luôn á. Tại vì cái motor này nó có quắn lực moment xoắn nó mạnh, nên là mình xài chân vịt lớn mình chạy nó có lực hơn, mình chạy rất là giống thật, giống như tàu thật, chạy máy thật. Giờ nó đang chạy tốc độ của đai đó, mình
chạy êm nhất là chính là nó lên lên tóc nè, êm nè. Đó. Lên tóc rồi. Này đấy này đại đại thôi, nó văng nước ra dữ lắm. Nó có cái cánh quạt cho mình. Đó, giờ nó đang chạy cua đai, giờ mình cũng cho nó chạy cua đai luôn. Mình cho nó chạy cua đai lặn lâu quá rồi, nó bị cứng trục quá, chạy cho nó xét rồi chạy trong dầu. Dầu dầu chạy máy, dầu DO lặn cho nó tẩy ba cái sỉ xét ra ngoài hết. Thì mình cho nó chạy cua đai và chạy tốc độ min, chạy tốc độ thấp nhất. Thì mình tháo này ra. Hồi nãy thì mình thấy có cái ý tưởng là để mình sẽ làm cái video về làm một chiếc tàu biển nhỏ mà chạy một tô này nè, đem ắc quy xuống chạy như tàu thật luôn. Các bạn sẽ sớm đợi cái video đó của mình ha. Video đó mình cũng đang tìm hiểu á, đang suy nghĩ làm ra cái đó. Tháo cái bình này ra, sẵn thấy cái đó luôn, sẵn thấy được cái ý tưởng luôn. Giờ mình cho nó, đang cho nó chạy cua đai, chạy lên bọt luôn, lên bọt. Cho nó chạy ngồi đi, cho nó dầu nó sụp. Rất là êm luôn, nhìn motor mà chạy trong dầu mà cua tay gì mình rất thích. Tựa như là một cái máy nổ vậy đó, chạy cua tay tốc độ thấp. Cái này nó chạy tựa như động cơ ba pha chạy biến tần vậy đó. Nó tạo ra cái tiếng kêu giống cái motor ba pha mà chạy tần số thấp á, chạy biến tần á, chạy tốc độ nó nhỏ, cái nó tạo ra cái tiếng kêu như là nó hú hú, như là tần số nó không đủ á, chạy tốc độ thấp. Khi mà lên tốc á, mình lên tốc thì nó chạy không có tạo cái tiếng đó. Đó, mình lên tốc mà thì nó không có cái tiếng đó. Đó, này chạy tốc độ thấp nè. Nó tựa như biến tần của motor ba pha ấy, thì mình thích cái này. Cái này nó chạy thì trục nó cũng lớn nha các bạn, trục nó cũng lớn. Motor này 775 này đem ra ngoài mà chở chạy tàu thuyền nhỏ nhỏ chơi cho mấy đứa nít là im lắm á, tại vì lực nó mạnh, mô men sắn rồi. Ra nó chạy cua đai ngồi đi, nhìn im không. Chạy mình cho nó nghỉ xét, chạy nhà xét xong chạy máy móc đây thì mình lắp vô, rồi đem lắp vô bình lại. Nhìn cái chỗ này nè, nhìn cái chỗ này nó chạy nè, nó tựa nó tựa như mình chuẩn bị vô số nè, vô số hộp số của động cơ nổ á. Im, nhìn rất là khoái, chạy im. Rồi mình cho nó chạy qua đây rồi đó. Rồi thì sơ lược tổng quan thì nói gì đó, trong đây nó có cái quy rất là lớn nè, quy này chứa điện cũng nhiều nè, để cho nó, để mình phải trên lưng mình xịt đồ thuốc còn lâu. Bình này mình mua cách đây 5 năm mà mình cũng thay nhiều món rồi, thay một cái bộ điều tốc, rồi chỉ điện rồi này kia, rồi ba cái công, trong cái motor nén này nó có một cái công tắc là dùng để ngắt áp lực. Khi mà mình áp lực mình, khi mà mình phun đi, mình nhả cái dòi, mình nhả cái cần phun ra, mình nhả cái đồ chỗ cái núm tay mình bấm nhả ra cái thì nước nó không có chỗ thoát á, thì nó nén trong đường ống rồi đủ á, thì tự động công tắc này nó nhảy luôn, chứ nó không cần tới mình phải tắt ở đây, hay là nó không cho phép thằng này chạy hoài.
nó có cái chế độ đó, nhưng mà ở đây do motor mình, mình thay một cái motor luôn rồi, motor này thay rồi nè, motor này cũng là motor mình mới mua, mình thay vô luôn, thay vô cách đây cũng hai hai tháng. Nếu như các bạn có chú ý kênh của mình á thì các bạn hãy vô cái video trang kênh của mình á, và tìm đến cái trang là tận dụng làm bình xịt thuốc chế ra từ những đồ đã sử dụng, thì các bạn cái video đó các bạn sẽ thấy cái bình đó mình chế bằng cái thùng màu xanh, và mình lấy cái motor đó đó là mình thay trong cái bình này ra nè. Nếu các bạn tìm hiểu thấy cái video đó là cái motor thay trong bình này ra, mình cũng thay hết cái motor đó rồi, với cái bình này thay hai món rồi, thay motor với thay cái bộ điều tốc rồi. Do là thằng này nó gỉ sét trong đây nè, nó bị đứt cái cực của thằng gơ le ngắt rồi, nên là mình câu đề ghét luôn, không cho nó ngắt luôn. Thì mình quẩy xịt đó, thì khi nào mình xịt thì mình tắt thôi, cũng dễ thôi, không có gì. Người biết thì dễ, mà người không biết thì nó hơi khó một chút. Thì chừng nào ông này chạy gió hư này thôi, chứ chạy phun cũng còn ngon lắm. Mình giờ mình ok, giờ mình video ở đây là kết thúc, thì mình cho nó chạy đi, mình để cho nó chạy cỡ 15 20 phút cho máy móc cho đồ trong đây nó thông thoáng đi, nó bôi trơn ngồi đầy đủ thì tiến hành mày lắp ráp. Thì các bạn có thể theo dõi, đăng ký kênh theo dõi cái video mới nhất của mình. Mình có tinh thần làm việc hơn với kênh của mình. Xin chào các bạn năm mới vui vẻ hạnh phúc. Rồi, xin chào các bạn.